Chào anh em cố thủ, hôm nay sẵn làm xong cái lồng inox để gửi cho anh Hùng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì em cũng làm clip giới thiệu về cái mẫu lồng này cho anh em tham khảo luôn. Cái mẫu lồng inox bên em là 1 triệu bao ship nha anh em. Lồng inox này chất liệu của nó là khung inox, nan inox, trụ móc ti đồng, tức là nguyên cái lồng bằng inox, trụ móc ti đồng. Em đã sơn inox 304. Em đã sơn phủ sơ cho anh em, dưới cái đáy em vẫn để màu trắng inox cho anh em tham khảo đây. Đây là inox 304, không bao giờ reset. Về kích thước là đáy 23, lưng 25 và cao 29. Cầu tử thì như cái lồng này là 35 là nó vừa đẹp rồi anh em, cầu tử cỡ 35 thôi. 40 thì em vẫn làm 40-45 cho anh em. Nhưng mà đa số anh em đều sử dụng cầu tử lục 35. Hầu hết em lấy cái mẫu lồng cầu tử 35 em gửi lên cho anh em tham khảo. 1 triệu bao ship nha anh em. Anh em mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0947252874 hoặc Zalo 0947252874. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Đây là lồng inox cầu tử 35. Và anh em nếu anh em thích thì cầu 40-45 em vẫn làm cho anh em cũng đồng giá. Đây là cầu 40 nha anh em. Cầu 40 với cầu 35 anh em nhìn thấy đó, nó sẽ dài hơn cầu 35 hai lông tay ha. Dài cái cầu đó, còn cái chanh lục em sẽ với. Cảm ơn anh em cô thủ quan tâm tin tưởng sử dụng lục cua gái Tân Linh Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc.